Mến chào các bạn, chiều ngày hôm qua 8 tháng 8 năm 2022, ông cụ Tổng thống Donald Trump than phiền rằng căn nhà riêng của ông ta ở Florida đã bị rất nhiều người FBI đến lục xót. Thì cái ngày mà khi ông rời Nhà Trắng, ông ta đã mang theo 15 cái thùng classified information. Thì hôm nay những người FBI này đến căn nhà riêng của ông ta để lục xót xem coi ông ta có còn giữ uh, những giấy tờ gì uh, quan trọng nữa hay không là vì họ muốn đem những giấy tờ này trở lại kho lưu trữ của quốc gia tại vì những giấy tờ này là những cái hồ sơ quan trọng mà họ muốn đem về lại à, thì ông ta than phiền rằng à, đây là những hành động của Đảng dân à, chủ à, muốn à, không muốn cho ông ta à, chạy thêm lần thứ hai chức tổng thống của năm 20 24 à, à, đây là những hành động À, tồi tệ à, của FBI à, ông ta đã nói như vậy à, và đã có rất nhiều người đồng ý với ông ta à, nói rằng là nên giải tỏ FBI nên không cho thêm tiền à, ngân sách cho FBI à, đây là những à, việc làm à, quá tồi tệ à, chưa bao giờ thấy trong lịch sử à, của nước Mỹ à, xin chia sẻ cái tin này cùng các bạn chúc một các bạn một ngày an lành mến chào